Trên tay mình đây là cái quả hồng giòn Fuji của Nhật Bản. Giống hồng này có thể ăn trực tiếp trên cây mà không có vị chát. Đấy, khi chín là quả sẽ chuyển sang màu vàng cam. Còn đây là những cây hồng giòn Fuji trưởng thành mà bên mình mới nhập về Việt Nam. Đấy, nó cao khoảng tầm 2,5 đến 3 mét. Đường kính gốc dao động khoảng tầm 6-7 phân. Những cây này thì cũng được khoảng tầm 5 đến 6 năm tuổi rồi. Khi vận chuyển về Việt Nam là bên mình sẽ phải tỉa vợi cái lá đi để nó hạn chế cái sự mất nước cho cây, nó đỡ bị ảnh hưởng đến cái sức sống của cây. Đấy, khi về Việt Nam thì đến khoảng tầm tháng 11, tháng 12 thì đặc điểm của giống hồng là nó cũng sẽ rụng lá bạn nhé. Trên cây là nó chỉ còn quả thôi. Đấy, quả thì một quả nó cũng rất là to, bạn chăm sóc tốt thì cũng khoảng tầm to hơn cái lòng bàn tay của mình. Đấy, khoảng tầm 200 đến 250 gram một quả. Đây thì mình cắt một quả cho bạn xem. Khi ăn là chúng ta có thể ăn trực tiếp được trên cây mà nó không có vị chát. Khác với những cái giống hồng trong nước là các bạn phải ngâm đến 2 đến 3 ngày thì chúng ta mới có thể ăn được. Còn cái quả hồng giòn này thì chúng ta có thể ăn trực tiếp được trên cây. Đây các bạn này. Đây chính là cái quả hồng giòn Nhật Bản. Ăn rất là giòn các bạn nhé. Ăn giòn mà không có vị chát. Cây hiện tại vườn nhà mình thì cành tán rất là xum xuê. Đấy, loại này hiện tại thì cây nó khoảng gốc khoảng tầm 5-6 phân như này. Bên mình đang bán với giá là 8 triệu một cây. Đấy, còn những cây gốc nó khoảng tầm 10 phân, cao khoảng tầm 4-5 mét như này. Giá là 12 triệu một cây gọi nhé. Đấy, những cây này thì bên mình cũng nhập về từ thời gian trước, nó đang lên những mầm mới này. Đấy, đó chính là cái giống hồng Fuji của Nhật Bản. Đây, cây đang lên mầm mới. Đường kính gốc khoảng tầm 8-10 phân nhé. Ngoài này là 12 triệu một cây. Cây cao khoảng tầm 4 mét. Đấy là những cái cành bên trên là bên mình đã cắt tỉa đi rồi. Còn chiều cao thực tế của cây nó phải dao động khoảng tầm 5 đến 6 mét. Đấy, cây cũng rất là dễ trồng và chăm sóc bạn nhé. Đấy, ăn rất là giòn ngọt nhé. Nhà vườn Ngọc Lâm có đầy đủ các kích thước chủng loại cây, từ cây giống, cây choai, cây trưởng thành như đầu video mình có giới thiệu với các bạn. Bên mình đều có bạn nhé, số lượng rất là nhiều. Cây giống hiện tại thì vườn nhà mình đang bán với giá là 150.000 đồng một cây. Cây choai là 600.000 một cây các bạn nhé. Đấy, còn những cây trưởng thành là như đầu video mình có báo giá cho các bạn rồi. Các bạn mà có nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ tới vườn nhà mình, nhà vườn Ngọc Lâm. Bên mình thì chuyên cung cấp các loại hoa, cây cảnh, cây ăn quả ngoại nhập. Tất cả những loại cây này đều phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam và rất là dễ trồng và chăm sóc. Các bạn đặt hàng qua hai số điện thoại Zalo 092 391 6866 và 0968 750 386. Bên mình sẽ gửi hình ảnh cây thực tế tại vườn, gọi video cho các bạn chọn cây, giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Vườn nhà mình thì có địa chỉ tại phố Nguyễn Mậu Tài, Chu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Website nhavuonngoclam.com.